Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra phiên bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã chính thức công bố nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Ban chấp hành Trung ương đã chính thức giới thiệu hai nhân sự trên vào vị trí Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Bên cạnh đó, thông tin rất được quan tâm lúc này đó là ai sẽ là người kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm ngồi vào vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Trái với dự đoán ban đầu của giới quan sát chính trị và dư luận rằng Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ là người kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm, thì theo nguồn tin mà kênh chúng tôi có được, Thượng tướng Lương Tam Quang vẫn sẽ giữ nguyên vị trí của mình tại thời điểm hiện tại, nhân sự được Ban chấp hành Trung ương lựa chọn để giới thiệu cho Quốc hội, thông qua ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an là ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê quán tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông Trạc là sĩ quan cao cấp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông được đào tạo chính quy tại Trường Đại học An ninh Nhân dân. Ông Phan Đình Trạc có tới 24 năm phục vụ trong lực lượng Công an tỉnh Nghệ An. Trưởng thành từ cán bộ an ninh cơ sở, ông dần trải qua các chức vụ đội phó rồi đội trưởng đội an ninh công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, phó trưởng công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tháng 11 năm 1999, ông Phan Đình Trạc được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Tháng 2 năm 2001, ông Phan Đình Trạc được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Nghệ An, mang quân hàm đại tá. Tháng 10 năm 2025, ông Phan Đình Trạc xuất ngũ sau khi được bầu giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tháng 10 năm 2010, ông Phan Đình Trạc được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, ông Phan Đình Trạc được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Tháng 2 năm 2013, sau khi Ban nội chính Trung ương được tái lập, ông Nguyễn Bá Thanh và ông Phan Đình Trạc là hai vị bí thư địa phương được đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lựa chọn để đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của Ban nội chính Trung ương. Ông Nguyễn Bá Thanh sau đó được phân công làm trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc là phó ban thường trực. Giữa năm 2014, sau khi ông Nguyễn Bá Thanh lâm bệnh nặng, vắng mặt dài ngày để điều trị, ông Phan Đình Trạc là người được phân công điều hành Ban Nội chính Trung ương thay ông Nguyễn Bá Thanh. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, ông Phan Đình Trạc tiếp tục tái cử vào Ban chấp hành Trung ương, được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tháng 10 năm 2016, tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư khóa 12. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, ông Phan Đình Trạc tiếp tục tái cử vào Ban chấp hành Trung ương, được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Ông tiếp tục được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng thời là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Việc ông Phan Đình Trạc được Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 lựa chọn để giới thiệu kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm là điều gây ra nhiều bất ngờ với giới quan sát chính trị và dư luận cả nước. Bởi lẽ, từ khi tái lập Bộ Công an vào năm 1998 cho đến nay, chỉ duy nhất ông Lê Hồng Anh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an từ vị trí không phải Thứ trưởng Bộ này. Vậy nên khi nhiệm kỳ khóa 13 đã đi qua được 2/3 chặng đường, cuộc chiến đúc lò đang vào cao trào, rất ít người nghĩ rằng Bộ Công an sẽ có nhân sự bên ngạch dân sự sang nhập ngũ và giữ chức vị Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Phan Đình Trạc lại rất khác ông Lê Hồng Anh. Ông Trạc là một sĩ quan được đào tạo bài bản chính quy, từng là sĩ quan cao cấp trong lực lượng Công an Nhân dân. Mặc dù đã xuất ngũ, có chuyển ngạch dân sự được gần 20 năm, nhưng ông Trạc lại có tới 11 năm phụ trách lĩnh vực liên quan tới lực lượng Công an Nhân dân. Do vậy, uy tín và tầm ảnh hưởng của ông trong lực lượng Công an
được giới quan sát chính trị đánh giá là không hề nhỏ. Bên cạnh đó, ông Phan Đình Trạc cùng Đại tướng Tô Lâm và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ông Trần Cẩm Tú là các tư lệnh nòng cốt của chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm tổng tư lệnh. Bởi thế, không quá khó hiểu khi ông được giới thiệu để Trung ương xem xét lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, giới quan sát chính trị và dư luận lo ngại rằng nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 đã đi qua được 2/3 chặng đường. Bộ máy của Bộ Công an được Đại tướng Tô Lâm cải tổ vào năm 2018, hiện đã vào một guồng quay ổn định theo định hình của Đại tướng Tô Lâm. Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958. Vào Đại hội Đảng khóa 14, ông Trạc đã bước sang tuổi 68, độ tuổi sẽ rời chính trường nếu như không thuộc diện nhân sự đặc biệt. Giới quan sát chính trị cho rằng, ở độ tuổi 68 lại ngồi ghế bộ trưởng, rất khó để ông Phan Đình Trạc tái cử thêm nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14. Như vậy, nếu chỉ ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an chưa đầy 2 năm, liệu ông Phan Đình Trạc có cống hiến gì được cho Bộ Công an cũng như cuộc chiến đốt lò nói riêng và tình hình an ninh trật tự của đất nước nói chung? Thêm vào đó, ông Phan Đình Trạc trên cương vị phó ban rồi trưởng ban nội chính trung ương có những mối quan hệ công tác với Bộ Công an. Tuy nhiên, ông đã rời lực lượng tới 20 năm, rất khó để ông có thể thích nghi với bộ máy đã có nhiều thay đổi cùng lực lượng đã được hiện đại hóa cả về khí tài và nghiệp vụ. Vậy nên, việc ông Phan Đình Trạc kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an không những chỉ gây bất ngờ mà còn khiến giới quan sát chính trị và dư luận đặt nhiều tò mò và thắc mắc liệu cuộc chiến đốt lò còn rực lửa như thời của Đại tướng Tô Lâm hay không. Điều này thì chỉ có thời gian mới có thể giải đáp thắc mắc được. Ông Phan Đình Trạc đã từng mang quân hàm Đại tá Công an Nhân dân. Quân hàm này ở Bộ Công an hiện chỉ tương đương với cấp cục phó của các cục loại 3. Bên cạnh ông hiện có 6 thứ trưởng, trong đó có tới 3 vị là thượng tướng gồm Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, phụ trách công tác xây dựng lực lượng, Thượng tướng Lương Tam Quang, phụ trách lực lượng an ninh, kiêm nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, phụ trách lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm, kiêm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Do vậy, giới quan sát chính trị tin rằng, chỉ thời gian ngắn tới đây, Đại tướng Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước sẽ thăng quân hàm Đại tướng cho ông Phan Đình Trạc. Ông Phan Đình Trạc sẽ trở thành vị sĩ quan thứ 3 của lịch sử ngành công an nhân dân, được phong thẳng quân hàm Đại tướng mà không qua cấp hàm tướng trung gian. Hai đại tướng được phong thẳng quân hàm Đại tướng Công an nhân dân trong lịch sử ngành công an, trước ông Phan Đình Trạc là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị đại tướng đầu tiên của lực lượng công an nhân dân, và Đại tướng Lê Hồng Anh, vị đại tướng công an đầu tiên chưa từng mang quân hàm cấp dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những chia sẻ trong video hôm nay. Xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.